Đẩy mẹ ngã cầu thang. Cô hàng xóm. Mẹ ơi nhanh lên, con sắp muộn học rồi. Ừ, ai để xe mà vô duyên thế này không biết, chèn ngang thế này. Đây là xe của chị à, lần sau để xe chú ý vào nhé. Ờ, vâng. Đi nào con. Con lên phòng trước nhé, mẹ qua cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Vâng ạ. À, cháu có làm sao không? Cháu không. Ơ, cô có phải là cô lúc sáng ở dưới nhà xe không ạ? À? Cô cũng ở tầng này ạ? À? Ừ, cô mới chuyển tới đây. Thế có mình cháu về thôi hả? Vâng, mẹ cháu ra cửa hàng tạp hóa rồi ạ. À. Thế vào nhà cô ngồi tạm nhé. Vâng ạ. À. Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Chị có biết cái cô mới chuyển đến tầng 3 không? Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Tôi cũng có nghe nói vậy. Chắc đầu óc cô ấy không bình thường. Có thang máy rồi, đi thôi. Cái con bé này lại đi đâu chơi rồi? Linh ơi, Linh! Dạ, con đây mẹ. Cô ơi, cháu về đây ạ. À? Hôm khác cháu sang chơi nhé. Ừ. Sao con lại vào nhà người lạ chơi thế? Cô ấy là người quen mẹ ạ. À. Sáng nay mình mới gặp dưới nhà xe ấy. Là cô ấy ư? Vâng. Con sang chơi với em Bin mẹ ạ. À. Cô ấy còn kể chuyện và hát ru cho con nghe nữa. Cô mới chuyển đến tầng 3 phải không? Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Lần sau con không được lai vãng đến gần nhà cô ấy nữa nhé. Kể cả có gặp thì cũng coi như không quen biết. Tại sao ạ? À? Bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Mẹ thì sắp sinh rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng... Không nhưng gì cả. Mẹ đã dặn thì phải nghe lời, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Alo, Thu ơi, thằng Tiến nhà tớ đột nhiên sốt cao, mà hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu đến sớm chuẩn bị tài liệu giúp tớ với nhé. Ừ, tớ biết rồi. Linh ơi, xuống ăn sáng đi con, mẹ đang vội. Mẹ ơi, lại phải đi học ạ, à? Hôm nay con thấy hơi mệt, mẹ ở nhà chơi với con nhé. Con ngoan, đi học rồi tối về mẹ sẽ đưa con đi ăn kem, được không? Vâng, mẹ hứa nha. Ừ, đi thôi. Hôm nay mẹ có việc quan trọng, không thể đến trễ được. Đang vội thì chứ. Mẹ ơi, con với mẹ thi xem ai xuống đến nhà xe trước nhé. Mẹ chịu thôi. Đi bộ mẹ cảm thấy mệt rồi nữa là... À! Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Trời ơi, con tôi đâu? Bác sĩ, con tôi đâu rồi? Hãy trả con lại đi cho tôi. Chị còn yếu, hãy bình tĩnh. Cháu bé đang ở bên phòng hồi sức ạ. Phòng cấp cứu ư? Chứ không phải là... Vâng, chị vào đây trong tình trạng xuất huyết. Thai bị động nên chúng tôi buộc phải cho cháu chào đời sớm hơn dự định. Hiện tại sức khỏe của cháu tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Ôi, may quá. Cảm ơn cô. Mẹ ơi, con và cô vừa đi thăm em Min về đấy ạ. À? Chị thấy trong người sao rồi? Cô... Sao cô lại ở đây? Lúc nãy mẹ bị ngã, con sợ quá không biết làm sao. May mà có cô ấy, không thì... Vậy mà mẹ cứ nói cô ấy xấu. Chị... Cảm ơn chị. Nếu không, mẹ con tôi... Thật ra tôi...
người đưa thư. Này, vừa mát lại giải nhiệt nữa chứ. Chuyện mà tớ nghe nói hết tháng này cậu chuyển về thành phố hả? Ừ, ở đây cũng được thời gian rồi mà chẳng có gì thay đổi. Lương thì 3 cọc 3 đồng, công việc cũng không có gì thú vị cả. Ngày nào cũng nhận thư, kiểm thư, rồi đi đưa thư, lặp đi lặp lại, thật là nhàm chán. Ừ, ở đây cũng hơi buồn, nhưng được cái bà con sống tình cảm, quý người. Cậu nghĩ rồi, không biết ai sẽ đảm nhận đưa thư cho bà con bên sườn núi ấy đây. Ôi trời, việc đó cậu lo làm gì cho nhọc thân. Mà cậu cũng về thành phố với tớ luôn đi. Ở đây có mà chết già mất thôi. Tớ hay à, tạm thời tớ chưa nghĩ đến điều đó. Mà về đó cậu định sẽ làm gì? Bố mẹ tớ đã xin cho tớ vào làm xí nghiệp gần nhà rồi. Mà thôi tớ đi đây, kẻo muộn. Thật đen đuổi. Anh ơi, hôm nay có thư của em không ạ? Thằng bé này, nhỡ xe đâm vào người thì làm sao? Bố tên gì? Dạ, bố cháu tên Quân ạ. Không có nhé. Bà Năm ơi, có thư ạ? Ôi, thằng hai gửi thư về đây mà, mừng quá, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ, thôi cháu đi đây, chào bà. Ô này, chân của cậu làm sao thế? Lúc nãy cháu không may bị ngã lúc lên dốc. Cậu ngồi xuống đây chờ tôi tí. Cậu ngồi xuống đây, tôi đắp thuốc lên cho. Cháu. Cứ ngồi xuống đây không phải ngại. Thuốc này tốt lắm ngàn. Tối về hơi nhức một chút, nhưng mai sẽ hết sưng và đỡ đau hẳn. Cháu cảm ơn bà. Bà tốt quá. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu không quán đường xa xa xôi, hằng ngày vẫn lặn lội đưa thư, đưa tin tức về cho chúng tôi. Ở đây người dân vẫn còn nghèo, điện thoại cũng còn ít. Ngoài gửi thư ra thì không biết lấy gì liên lạc với nhau. Đó là trách nhiệm của cháu mà. Thôi cháu đi đây ạ. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu không quán đường xa xa xôi, hằng ngày vẫn lặn lội đưa thư, đưa tin tức về cho chúng tôi. Ở đây người dân vẫn còn nghèo, điện thoại cũng còn ít. Ngoài gửi thư ra thì không biết lấy gì liên lạc với nhau. Nếu mình nghĩ thì ai sẽ là người đưa thư giúp bà con đây? Đó không phải việc của mình. Một tuần nữa là về thành phố rồi. Ngủ thôi. Trời ơi, là giấy báo nhập học. Mẹ ơi, cuối cùng con đã đỗ đại học rồi. Cảm ơn anh đã mang thư đến cho em. Chúc mừng em nhé. Anh ơi, hôm nay có thư của em không ạ? Chờ anh một lát, hình như là có. Bố em có phải tên là Nguyễn Văn Quân không? Vâng ạ. Thấy đúng rồi. Đúng là thư của bố em rồi, là thư của bố em thật. Chắc bố em bận nên giờ mới viết thư cho em được. Vâng, mẹ em cũng nói vậy. Mà nhà em không có điện thoại nên chẳng liên lạc được với bố. Em rất nhớ bố. Không biết bố em có nhớ em không? Có chứ. Thôi, anh đi giao thư tiếp đi. Em vào nhà đi. Lại có thư nữa nhé. Bố gửi ảnh cho em này. Bố gầy hơn lúc ở nhà. Mà lúc mới đi, em có gửi thư cho bố, không biết bố có nhận được không? Nếu em viết đúng địa chỉ thì chắc chắn thư sẽ đến nơi. Địa chỉ là gì ạ?
em chỉ ghi ba thương nhớ đảo xa. Anh sao thế hả? Không, anh sẽ chỉ cho em cách viết địa chỉ người gửi và người nhận nhé. Mà có lẽ đây là lần cuối cùng anh đưa thư cho em. Mai anh về thành phố rồi. Nếu anh không đưa thư cho em nữa thì em sẽ không được gặp bố nữa, có phải không ạ? Không, sẽ có người khác đưa thư cho em. Anh ơi, tặng anh này. Cái này... Đây là cuốn vở mẹ em mua cho em viết thư cho bố. Em tặng anh. Về thành phố, anh viết thư cho em được không? Em ước mơ sau này cũng trở thành người đưa thư giống như anh. Có thể gắn kết mọi người lại với nhau dù ở những nơi rất xa. Ngoan lắm. Cảm ơn em đã nghĩ về anh như thế. Chào em, đồng nghiệp tương lai của anh. Anh em mình cùng cố gắng nhé. Vâng ạ. Anh nghĩ anh sẽ ở lại đây lâu hơn đấy. Thật á, thích quá. Hơn cả đồng nghiệp. Đôi bạn thân, hôm nay các con ăn gì? Từ tháng sau Mai Phương được thăng chức cái thúy tha hồ thơm lây. Ừ, thân thế cơ mà, kiểu gì chả ưu tiên bạn mình. Bạn tớ giỏi quá, mới vào làm 3 năm, đã được giữ chức quyền trưởng phòng. Hôm nay mình phải đi chúc mừng thật hoành tráng nhé. Ăn đi, tớ mới là quyền trưởng phòng thôi mà, làm không tốt là bị giáng chức như chơi. Cả phòng nộp kế hoạch quảng bá cho sản phẩm thẻ mới của ngân hàng nhé. Hạn chót là 5 giờ chiều nay. Đây là kế hoạch của tớ, cậu xem nhé. Trông cái Thúy tự tin chưa kìa. Kế hoạch lần này chị Thanh đã làm rất tốt, phòng mình sẽ triển khai theo ngay hôm nay. Phương sẽ chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm sẽ phụ trách khối công thức, một nhóm phụ trách khối học sinh sinh viên. Hoa hồng tỉ muội, cậu vẫn thích này, hết giờ đi ăn ốc nhé. Cả phòng mình chuẩn bị họp nhé. Để tiện cho việc triển khai kế hoạch, từ nay chị Thanh và bạn Hồng sẽ làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm, tổng hợp và báo cáo công việc nhóm mình cho Phương. Mong mọi người sẽ hợp tác tốt, để chiến dịch lần này thành công nhé. Nhất định rồi. Bạn có biết phòng marketing ở tầng mấy không? Ồ, bạn thực tập ở phòng marketing hả? Mình là Thúy, cũng thực tập ở phòng đó đấy. Chúng mình được vào chính thức rồi. Ốc thôi cậu ơi. Để hôm khác nhé, hôm nay chắc mình không đi được nữa. Thúy, cậu giận tớ hả? Cậu có gì mà phải giận chứ? Thúy, tớ thật sự đã rất công tâm. Người ta bảo chỉ có tình bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường mới là tình bạn chân thật, quả không sai. Cậu đã công tâm sao? Không phải cậu sợ mọi người nói mình thiên vị nên mới thẳng tay loại các kế hoạch của tớ? Chị Lam đã làm tốt hơn cậu. Lần đó kế hoạch của cậu còn nhiều thiếu sót. Vậy còn vị trí nhóm trưởng thì sao? Cậu có công tâm không? Thúy à, cậu là một người rất sáng tạo, nhưng mà chị Thanh và Hồng có nhiều kinh nghiệm. Điều này rất cần cho vị trí trưởng nhóm. Kinh nghiệm? Phải rồi, tớ ít kinh nghiệm. Vậy mà tớ lại vào đây cùng đợt với trưởng phòng truyền thông cơ đấy. Thúy, tình bạn của tụi mình sẽ không thay đổi. Cậu làm ơn lý trí một chút. Hãy rạch ròi công việc và tình cảm được không? Được, vậy chúng mình đơn giản là đồng nghiệp, được chưa? Đi biển về rồi hả? Lặn sâu quá đấy. Mời mọi người ăn quà du lịch nhé. Đi rửa hoa quả để liên hoan nào. Cậu... sao cậu... cậu tính nghỉ việc hả? Ừ, công ty xa quá, ngày nào cũng đi đi về về, tớ thấy mệt rồi. Đấy không phải là nguyên nhân thực sự,
Suốt 3 năm qua, chưa bao giờ cậu than phiền về việc này cả. Tớ đã quyết định rồi, không thay đổi được nữa. Tớ phải làm việc đây, còn nhiều thứ phải bàn giao lắm. Nếu là vì tớ, thì xin cậu đừng có làm vậy Phương. Mấy ngày rồi, tớ đã suy nghĩ về những điều cậu nói. Tớ thật sự đã sai rồi, xin lỗi cậu. Thúy à, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Tớ biết là người ta không thể đồng thời có nhiều thứ một lúc. Để có được vị trí cao trong công việc, đôi khi là áp lực và sự cô đơn. Nhưng tớ không muốn mất cậu, người bạn tốt của tớ. Không mà, lúc đấy tớ nóng lên nói vậy, tớ cũng không muốn mất cậu đâu. Mà cậu đừng có tự tin sớm quá như vậy. Cậu mới là quyền trưởng phòng thôi mà. Bây giờ tớ sẽ tập trung cao độ để làm việc. Cậu cẩn thận đó, không sẽ mất chức vào tay tớ đấy. Ừ, cùng cố gắng nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.